Xin chào tất cả các bạn nha. Rồi thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để mà chúng ta đăng xuất cái tài khoản Google ra khỏi các thiết bị khác nha các bạn, trên điện thoại iPhone nha. Các bạn có thể áp dụng cách này trên máy Android cũng được nha, đều được hết nha các bạn. Thì để mà áp dụng cách này thì các bạn tải cho mình cái ứng dụng Gmail nha. Ứng dụng Gmail này này, các bạn tải cho mình về trên Shark và Play cũng như là App Store. Đấy, các bạn tải về ứng dụng Gmail này nha. Và các bạn đăng nhập cái tài khoản các bạn vào. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để mà chúng ta đăng xuất những cái tài khoản Google mà nó đã từng đăng nhập. Thì bước đầu tiên bạn vào cho mình cái ứng dụng Gmail này, trên Android cũng có nha. Rồi thì các bạn kích vào cái biểu tượng hình tròn ở góc trên nha, cái biểu tượng ảnh của mình đấy, hình tròn ở góc trên bên phải màn hình đó, các bạn kích vào nha. Rồi thì sau khi bạn kích vào rồi sẽ để thế này. Thì bước này các bạn kích vào cái phần là nó để cái dòng chữ là quản lý tài khoản Google nha. Các bạn kích vào nha. Rồi bước này thì các bạn kéo qua thế này nha. Các bạn kích vào cái phần bảo mật nha. Rồi trong phần bảo mật thì các bạn kéo xuống nha. Các bạn kéo xuống. Thấy các bạn kích vào cái phần thiết bị của bạn nè. Ở dưới nó để cái dòng chữ màu xanh là quản lý thiết bị nè. Các bạn kích vào cái dòng màu xanh quản lý thiết bị nha. Đó thì trong đây nó liệt kê những cái danh sách mà cái tài khoản Google mình đã từng đăng nhập này. Thì ví dụ như mình đã từng đăng nhập vào cái tài khoản Google này vào cái điện thoại là Galaxy J4 nha. Và máy Mac nữa. Thì mình ví dụ mình muốn đăng xuất thì các bạn kích vào cái dấu 3 chấm này. Cái dấu 3 chấm rồi sau đó bạn kích vào đăng xuất nha. Rồi các bạn kích vào đăng xuất. Đấy, nó để là bạn đã đăng xuất nhưng một số nội dung vẫn có thể truy cập vào tài khoản các bạn, nó ok nha. Rồi cái này các bạn mát nghĩa là trong máy tính ấy, trong là laptop của mình đấy, thì cũng các bạn kích vào dấu 3 chấm cho mình, sau đó các bạn kích vào đăng xuất luôn. Thì nếu như các bạn muốn đăng xuất những cái điện thoại nào, những cái thiết bị nào mà các bạn không cho cái tài khoản mình đăng nhập vào, các bạn kích vào đăng xuất như thế thôi, rất là đơn giản luôn. Thì ở dưới đây thì nó liệt kê những cái danh sách những cái thiết bị mà chúng ta đã đăng xuất này và đã từng đăng nhập này cho những thiết bị nào, ví dụ như vậy. Đấy thì các bạn có thể áp dụng cách này trên iOS cũng được nha. Rất là đơn giản luôn. Đấy, rồi thì trong video này mình đã hướng dẫn cho tất cả bạn cách để mình chúng ta đăng xuất cái tài khoản Google ra khỏi các thiết bị khác nha các bạn. Trên điện thoại nha. Các bạn có thể áp dụng cách này trên máy Android cũng tương tự nha. Các bạn cũng tải cho mình cái phần mềm Gmail này về. Rồi thì video của mình đến đây kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và đăng ký nha. Bye bye.